Em xin chào cả nhà nhé. Phiên trưa ngày hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2021. Hôm nay thì em có về thêm rất là nhiều mặt hàng hoa lan đẹp. Giới thiệu đến các bác hai số điện thoại đặt hàng 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Trong video clip này thì em sẽ update cho mọi người một cái video clip liên quan đến dòng phi điệp tím trước. Những cái giò phi điệp hàng thuần, trồng cũng hơn 2 năm tuổi. Và những cái giò này về các bác treo lên luôn. Và sau đó cái video clip sau thì em giới thiệu đến những cái dòng hàng hoa lan mới về rất là đẹp. Và các bác theo dõi thì có thể đăng ký kênh của nhà em và theo dõi lần lượt từng video và chọn cho mình những cái giò lan ưng ý nhất nhé. Phi điệp tím ạ, đây là những cái giò phi điệp tím hàng thuần chậu. Và những cái chậu hàng này thì đã thuần rất là ấm chậu và rất là đẹp. Hàng chơi thân, chơi lá và chơi cả mặt hoa. Vì đây là những cái dòng hàng hoa đẹp nên là nhà em cũng có ươm ki nhân giống ra. Và hôm nay thì chia sẻ cho mọi người những cái dòng giống đẹp nhé. Hiện tại thì giá thành của những cái dòng hàng va nó cũng khá là rẻ, nên là hàng thường bây giờ nó cũng hạ cực kỳ là nhiều. Nên là giá này là giá giao lưu cho các bác thích chơi, sưu tầm. Em lên cho mọi người từng giò báo giá chi tiết đến các bác nhé. Em gọi đây là giò P1 này. Một cái giò thân thủ, thân lá rất là đẹp này. Giò này thân lá rất là mập, đẹp. Hàng vẫn đang đi ngọn nhá, rất là khỏe. Ba thân dài và có một cái mầm này đang lên tầm khoảng 25-30 cm. Đây là cái thân này, là thân vừa rồi thắt ngọn xuống lá mà chưa hoa. Giò này em bán 320.000 nhá. P1 một giò quá là tuyệt vời. Về chỉ treo lên thôi. Giò P2 260.000. Giò này thì gồm có một thân này, hai thân này, ba thân, bốn thân. Bốn thân này ươm ki từ cây mẹ ra nó cũng khỏe này. Đây cái thân này thì dài gần mét rồi. Đi ngọn cực kỳ là khỏe. 260.000. Đây là giò P2 nhá, 260 ạ. Mã P3. Mã P3 em lên cho mọi người một giò phi điệp 250. Cũng đây cũng là một giò thân lá đẹp. Đây là những cái lá bản lá tre, lá mít tre. Này, thân của nó rất là mập luôn. Giò này thì đẹp nhưng mà mỗi tội là bị con chuột này nó cắn cái đầu ngọn này một chút xíu. Đây, vừa mới rớt ra. Đấy, cái chậu này 1, 2, 3, 4, 5 thân. Thân kia thì nó bị xuống lá thôi. Còn đây là 4 thân, đang đi ngọn. Giò này em bán 250 nhé. Giò này mặt hoa đẹp đấy ạ. Em nhớ giò này mặt hoa đẹp. P4 230.000, giò 4 thân. Giò này thân lá tre, thân xanh, đi ngọn khỏe, 230.000. Đây là giò P4 nhé. Thân này phải dài từ 40-50 cm. Tiếp theo là P5. P5 em lên cho mọi người một giò 350.000, 350. Cái giò P5 này gồm có một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, năm thân. Năm thân và rất là dài, to đẹp. Đầu xuân giá phi điệp nó vẫn còn rất là cao ngất ngưởng luôn. Đây giá bây giờ hạ một cái giò to đẹp này, chum xuê như vậy có 350 thôi. Đấy, đây là giò P5 nhé, giò này rất là to. Có 350. Giò P6 250.000, ba thân dài đẹp. Phi điệp tím giá rẻ luôn. Trời đất ơi, một cái giò hàng thuần sẵn rồi. Đây, toàn những cái giá thể vỏ thông rồi là phân bón bỏ vào công sức trồng đấy. Nói chung là với một cái giò phi điệp như vậy nó cũng rất là đáng đồng tiền mất gạo. 250 nhé, P6 á. Em sang mã P7, giò này thân, giò này chơi thân lá cũng ok này. Thân của nó mập, thân tía tím, đi ngọn khỏe, hai thân siêu dài, một mầm đang lên. Giò này 230.000, giò này quá rẻ. Giò P8 250.000. 1, 2, 3, 4 thân. 4 thân nhá. Nhưng mà có thân này bị chuột nó cắn. Đấy. Nói chung là phi điệp thì 250. Giò này 250 thôi. Đây giò P8 250.000. Tiếp theo là P9 ạ. P9 là một giò sum xê nhiều thân. Thân nó hơi ngắn một chút. Thân ngắn này tầm khoảng 30-40 cm, 35 cm. Siêu nhiều thân. Giò này 2, 4, 6, 7 đầu, 250. Đây là P9 ạ. Mã P10 200.000. Một chậu thân lá khá là xanh, hai thân, bốn thân, 200.000. Đây là P10. P11 250.000. Đây chậu này hai thân thôi nhưng mà thân nó dài đến gần mét rồi. Giò này là hoa của nó cánh xoắn. Nhớ không nhầm đây là giò cánh xoắn. Thân của nó cũng xoắn uốn lượn này. Thân dài đến mét rồi nhá, 250 hai thân.
Bình có 125.000 một thân dài đến mét. P12 3 thân. Loại này thì lá nó hơi xoăn tí nhá. Đây dòng lá xoăn này, thắt ngọn rồi. Thân xanh lét, thân rất là mập, 200.000. Đây là P12 200. Tiếp theo P13 210.000 đồng. 210.000 đồng hai thân. Đấy, hai thân phi điệp ghép lên chậu sẵn rồi, 210. Mã P14 240.000 ba thân. Đang đi ngọn khỏe. 240.000 P14 ba thân ạ. P15 một giò siêu đỉnh luôn, giò này dài, thân dài thì hơn 1 mét rồi. Thân lá xếp 1 2 3 4 5 thân. Giò này rất là đẹp nhé. 350 này. 350 một giò siêu to bự. 350.000. Và P16 280.000 giò 3 thân dài, hai thân kia cũng dài 1 mét, thân này thì ngắn hơn một chút xíu. Đây cái này cũng giò lá hoa xoắn này. Cánh rất là bay, giò này cánh rất là bay. Đấy.